Làm lụm cả đời không bằng tiền lời của lô đất. Hầu hết mọi người thường đợi đủ tiền mới mua nhà mua đất. Nhưng khi đủ tiền thì đất đã nhân 2, nhân 10 lần. Vậy, làm thế nào để mua đất, mua nhà khi không có đủ tiền? Làm thế nào để đàm phán mua được rẻ và bán được giá tốt? Bạn có vốn 10 tỷ, 200 tỷ. Bạn muốn tự do tài chính, có nhiều thời gian cho sức khỏe và gia đình bằng bất động sản. Bạn muốn tiền làm việc cho mình, làm thế nào để tiết kiệm thời gian và công sức? Mua loại bất động sản nào thì có thể nhân 2, nhân 10 tài khoản? Làm thế nào để biết thời điểm nên mua, nên bán hay nên giữ bất động sản? Chúng tôi sẽ giúp bạn với khóa học miễn phí 3 ngày Trí tuệ đầu tư 4.0 của giảng viên Nguyễn Thành Tiến, chuyên gia bất động sản hàng đầu Việt Nam, sở hữu đảo Tư Nhân Ngoài Biển, chủ đầu tư dự án 3,889 hectare, đã đào tạo hơn 60.000 người về kinh doanh và đầu tư trong 9 năm qua. Khóa học hoàn toàn miễn phí, bạn không phải trả bất kỳ chi phí nào. Đăng ký ngay tại website trí tuệ đầu tư.net.